Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong năm 2020, đội tuyển Việt Nam chinh chiến ở hai mặt trận, đó là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và giải AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm nay. Trên hành trình chinh phục những mục tiêu quan trọng đó, đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có được sự bổ sung đáng kể ở cả ba tuyến với sự trở lại của các cầu thủ Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức và Lương Xuân Trường. Ba cầu thủ này đã nghỉ thi đấu một thời gian dài do bị dính chấn thương, trong đó Trần Đình Trọng hiện tại đã bình phục và vừa mới thi đấu trong màu áo của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. U23 Việt Nam không vượt qua được vòng bảng, nhưng Đình Trọng lại chính là một điểm sáng. Anh chơi rất đẳng cấp và chững chạc, thể hiện mình là một mẫu trung vệ quý hiếm của bóng đá Việt Nam. Việc Đình Trọng trở lại giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm được phương án. Tuy nhiên, quyết định bố trí nhân sự ở hàng thủ cũng là một quyết định rất khó đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Hiện tại, bộ ba Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đang chơi rất ổn định ở trong năm 2019, khi đó Đình Trọng đang vắng mặt. Đình Trọng là một trường hợp rất đặc biệt, cho nên được gọi trở lại đội tuyển là đương nhiên. Tuy nhiên, ông Park có dùng anh hay không, hay dùng như thế nào thì cũng là vấn đề mà có lẽ chính ông Park cũng chưa trả lời ngay được. Trong khi đó, Lương Xuân Trường được coi là một sự bổ sung làm dày cho đội hình của đội tuyển Việt Nam trong trường hợp mà anh tìm lại được phong độ sau khi bình phục chấn thương. Tuy vậy, tiền vệ này khó tranh được suất đá chính của Tuấn Anh và Hùng Dũng ở tuyến giữa, nhưng năng lực của anh thì vẫn hữu dụng đối với huấn luyện viên Park Hang-seo ở nhiều thời điểm. Xuân Trường có thể gọi là dự bị hạng sang để cho đội tuyển Việt Nam thêm lựa chọn tùy theo tình thế. Chúng ta sẽ dày thêm đội hình và có một cầu thủ có khả năng thực hiện những đường truyền rất sắc, mang tính quyết định. Khả năng đọc trận đấu, điều tiết lối chơi cùng với những đường truyền dài của tiền vệ gốc Tuyên Quang chính là thứ vũ khí mà huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn là không thể bỏ qua. Khi mà Xuân Trường, Đình Trọng vắng mặt thì người hâm mộ cũng không cảm nhận được nhiều ảnh hưởng của sự tổn thất này lên lối chơi chung của đội tuyển Việt Nam. Vắng Đình Trọng thì thầy Park lại tìm ra được một Quế Ngọc Hải rất vững chắc ở chốt chặn cuối cùng trước mặt thủ môn. Thiếu đi Xuân Trường thì tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam lại là nơi để Tuấn Anh hay là Hùng Dũng thăng hoa và thể hiện tài năng của mình. Ở những trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019, bộ đôi Hùng Dũng và Tuấn Anh chính là cặp tiền vệ ưa thích của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cả hai cầu thủ này thi đấu ăn ý và hỗ trợ cho nhau rất xuất sắc. Tuy nhiên, trường hợp chấn thương của Phan Văn Đức thì thực sự khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo phải loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm ra được giải pháp thay thế thực sự hiệu quả. Văn Toàn cũng là một cầu thủ gây ấn tượng với tốc độ và những pha chạy chỗ thông minh của mình, song anh lại thiếu đi một chút gì đó trong những pha dứt điểm cuối cùng của mình, khiến cho nhiều lần cơ hội điền tên lên bảng tỷ số bị bỏ lỡ. Do đó, sự trở lại của cầu thủ xứ Nghệ Phan Văn Đức chính là phương án bổ sung vô cùng quan trọng và cần thiết của đội tuyển Việt Nam trong năm 2020. Xem U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam gần đây đá thì chúng ta thấy rõ ràng thiếu vắng đi một tiền đạo có phẩm chất giống như là Phan Văn Đức. Phan Văn Đức là một trong những tài năng của bóng đá Việt Nam, được biết đến sau hành trình kỳ diệu tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Sau giải đấu đó, chân sút người Nghệ An thường xuyên được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên thành phần các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, đến đầu mùa giải 2019, chấn thương dây chằng quái ác đã khiến cho Đức Cọt phải ngồi ngoài dưỡng thương trong thời gian rất dài. Anh cùng với Đình Trọng phải tập hồi phục ròng rã cùng với bác sĩ Choi Yu-yang ở tại trung tâm PVF. Người hâm mộ cả nước đã rất mong chờ ngày anh trở lại trong màu áo của Sông Lam Nghệ An và cả đội tuyển Việt Nam, vì Văn Đức là một nhân tố có thể coi là gây đột biến ở trên hàng công. Phan Văn Đức là một cầu thủ quyết đoán, chơi tốt ở cả hai chân và tính đột biến rất cao. Khi anh nghỉ thi đấu thì tính đột biến của tuyển Việt Nam mất đi, và nếu như bình phục 100% thì Phan Văn Đức chắc chắn sẽ đá chính, vì chúng ta chưa tìm đâu ra được cầu thủ xuyên phá tốt như vậy. Đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn hành trình năm 2020 bằng một trận giao hữu với đội tuyển Iraq vào ngày 26 tháng 3. Trận đấu lượt về trên sân khách gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3. Đây sẽ là một chuyến làm khách được dự báo là hết sức khó khăn trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia. Với việc đang có được ngôi đầu bảng G với chuỗi 6 trận bất bại, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước người Mã, qua đó củng cố ngôi đầu bảng và rộng cửa vào vòng loại thứ 3. Theo như giới chuyên môn, với 3 trận đấu còn lại thì chúng ta phải giành được ít nhất 6 điểm để có thể chắc suất vào vòng loại thứ 3 trước khi nghĩ tới những dự định xa hơn.
Tuy nhiên, trận làm khách trước Malaysia chắc chắn là sẽ không dễ dàng với đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trận đấu với Malaysia là một trận đấu quan trọng mang tính chất tiền đề để mở ra cánh cửa đi tiếp cho chúng ta vào vòng tiếp theo. Bởi nếu như thắng thì ở trận tiếp theo gặp Indonesia tại sân Mỹ Đình, cửa thắng của chúng ta là rất cao. Trận cuối cùng gặp UAE thì chúng ta cũng đã có vốn rồi, cho nên sẽ tìm nhiều cách tính toán có lợi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, mặc dù là chúng ta làm khách trên sân của UAE. Từ trước tới nay thì các cuộc đối đầu với Malaysia của bóng đá Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng, bởi đối thủ đã hiểu rõ chúng ta qua những lần chạm trán gần đây. Những năm gần đây, thắng được Malaysia không bao giờ là đơn giản. Trận lượt đi ở sân Mỹ Đình chúng ta cũng phải rất vất vả, thậm chí là những phút đầu tiên của trận đấu chính họ đã gây sức ép khiến cho khung thành của Văn Lâm phải chao đảo. Ở AFF Cup 2018 cũng vậy, nói chung chúng ta thắng thì cũng chỉ thắng sát nút mà thôi. Hồi đầu tháng nay, dư luận Malaysia lại bàn tán xung quanh việc Liên đoàn bóng đá nước này gấp rút nhập tịch cho tiền đạo người Brazil là Guilherme de Paula và tiền vệ Lidiron Klasniqi của Kosovo để củng cố cho đội hình tuyển quốc gia. Thông tin nhập tịch cho hai cầu thủ tấn công hay nhất giải đấu hàng đầu quốc gia đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ Malaysia khi mà đội quân của huấn luyện viên Tan Chien Ho đang có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng G với Việt Nam. Trước đó thì theo đánh giá của báo giới địa phương, nếu như có được hai tân binh nhập tịch trên thì sức mạnh hàng công của Malaysia sẽ rất đáng gờm. Krasniqi và De Paula chính là những tài năng mà huấn luyện viên Tan Chien Ho đang khao khát có được để hợp sức cùng với chân sút nhập tịch Mohamaru Sumare gốc Gambia tạo nên một hàng công cực mạnh của Malaysia. Nhà cầm quân 51 tuổi tự tin cho biết rằng là Krasniqi cao 1m88 và De Paula cao 1m85 sẽ giúp cho Malaysia đủ tiềm lực để vượt ra khu vực Đông Nam Á để chơi ở đấu trường quốc tế. Bản thân huấn luyện viên Tan Chien Ho cũng từng đánh giá là De Paula có kỹ thuật hoàn thiện, có thể chất tuyệt vời và có thể giải quyết các vấn đề ở trên hàng công của tuyển Malaysia. Trong khi đó, Lidiron thì là một tiền vệ tài năng và sở hữu những pha đi bóng lắt léo. Sau khi được biết thông tin là hai ngôi sao này đủ thời hạn 5 năm chơi bóng tại Malaysia theo quy định của FIFA, thì Bộ Nội vụ của Malaysia đã đưa Krasniqi và De Paula vào chế độ đặc biệt trong việc làm thủ tục nhập tịch. Theo như thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Malaysia, các quy trình nhập tịch cho hai cầu thủ trên đang được tổ chức này gấp rút xử lý, đồng thời tiến hành mở hạn ngạch nhập tịch. Liên đoàn bóng đá Malaysia hiện đã hoàn tất hồ sơ nhập tịch cho hai cầu thủ này và đang chờ quyết định từ FIFA. Nếu như được FIFA chấp thuận cho hai cầu thủ này thi đấu, thì tuyển Malaysia sẽ có bộ ba tấn công đáng gờm khi đối đầu với Việt Nam vào ngày 31 tháng 3 tới ở tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Việc đánh bại được Malaysia chưa bao giờ là một chuyện đơn giản, nhưng trong số những đối thủ ở Đông Nam Á thì có lẽ là Thái Lan mới chính là đội hình nguy hiểm nhất và gây được nhiều khó dễ cho đội tuyển Việt Nam. Những trận đấu với các đối thủ khác ở Đông Nam Á thì có thể khó thắng, nhưng trận đấu thì thường diễn ra theo chiều hướng thuận lợi cho Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta kiểm soát được trận đấu tốt hơn và thường đá ở thế cửa trên. Nhưng riêng với Thái Lan, mỗi khi gặp Việt Nam thì dường như là họ được tiếp thêm doping. Đa số các trận đấu họ đều chơi rất tự tin và kiểm soát bóng rất tốt. Thái Lan có thể thua Malaysia và không thể hiện được nhiều, nhưng khi họ gặp Việt Nam thì họ lại gây rất nhiều khó khăn. Chúng ta hay gọi đó là sự kỵ dơ ở trong bóng đá. Ở trận lượt về vòng loại World Cup 2022, nếu như không có tài năng của Đặng Văn Lâm thì khả năng là chúng ta phải phơi áo rồi. Gặp Việt Nam dường như Thái Lan chơi hay hơn là mức độ bình thường, cũng như là Malaysia khi gặp Thái Lan thì họ cũng chơi hay hơn bình thường. Hy vọng là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ kiểm soát được khi gặp Malaysia, không giống như cách mà chúng ta đối đầu với Thái Lan. Ngày hôm qua, ngày 31 tháng 3, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã trở lại Việt Nam. Ông Park cũng đã đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam để gặp các lãnh đạo nhằm bàn kế hoạch hội quân cho đội tuyển Việt Nam trong tháng 3. Theo như dự kiến, ông Park chỉ ở Việt Nam đến hết ngày mai mùng 2 tháng 2, sau đó sẽ quay trở lại Hàn Quốc để xử lý công việc. Ông Park sẽ trở lại làm việc vào giữa tháng 2. Tuyển Việt Nam trong năm 2020 sẽ có đợt hội quân cực kỳ quan trọng vào tháng 3. Đây là sự chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia thuộc vòng loại World Cup 2022. Tính chất của trận đấu với Malaysia là rất quan trọng, cho nên tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu giao hữu với Iraq vào ngày 26 tháng 3. Trận đấu này được xem là một cuộc kiểm tra cần thiết để chuẩn bị cho các cầu thủ có được tâm thế tốt nhất trước khi đấu với Malaysia.
Malaysia hiện tại xếp thứ 2 ở tại bảng G ngay sau Việt Nam. Do vậy, tuyển Việt Nam và Malaysia đụng độ nhau vào ngày 31 tháng 3 sẽ quyết định ngôi đầu bảng. Nếu như giành được chiến thắng thì Việt Nam xây chắc ngôi đầu bảng, còn Malaysia thì cạn cơ hội đi tiếp. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ chạm một tay vào tấm vé vào vòng loại cuối cùng bởi còn trận đấu ở trên sân nhà trước Indonesia và chuyến làm khách trước UAE như đã phân tích ở trên. Thế nên không nói quá khi cho rằng trận đấu vào ngày 31 tháng 3 có ý nghĩa giống như là một trận chung kết với Việt Nam và Malaysia. Đội nào giành được chiến thắng sẽ nắm được lợi thế lớn cho mục tiêu giành ngôi nhất bảng G. Hiện tại một nỗi lo lớn cho đội tuyển Việt Nam là các giải đấu quốc nội có thể bị rời lịch vì ảnh hưởng của dịch virus corona. Trước mắt trận siêu cúp quốc gia giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC vào ngày 7 tháng 2, nguy cơ hiện hữu là có thể rời lịch nếu như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Một vấn đề nữa khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo hết sức quan tâm đó là phải thay đổi như thế nào để tránh việc bị đối phương bắt bài ở những trận đấu tiếp theo. Câu chuyện bị bắt bài không phải là do bất kỳ quan điểm cá nhân nào nhận định mà đó là sự thừa nhận từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông đã từng nói rằng là tôi phải suy nghĩ rất nhiều về chiến lược, chiến thuật bởi đối phương hiện đang nghiên cứu đầy đủ về chúng ta cho nên phải cân nhắc kỹ vì bài vở của đội tuyển Việt Nam đã bị lộ rồi, các đối thủ sẽ tìm cách khắc chế lối chơi của chúng ta. Điều này phần nào đã được thể hiện ở tại giải U23 châu Á 2020. Thật vậy, quan điểm của huấn luyện viên Park Hang-seo càng được củng cố khi thêm một lần thừa nhận điều này ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. U23 Việt Nam đã phải chia tay ngay từ vòng bảng vì lối chơi không còn mới mẻ so với các đối thủ. Ba trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2020, các đối thủ của Việt Nam không còn chơi theo kiểu đẩy lên tấn công dồn dập mà họ đã thận trọng, bung sức có tính thời điểm để ngăn ngừa lối chơi phản công của đội tuyển U23 Việt Nam. Trước đó, Thái Lan và Malaysia cũng chơi cực kỳ thận trọng trước tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Thậm chí là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan còn giở trò khích tướng để tuyển Việt Nam không đá phòng ngự kiên cố ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Vì ông thầy người Nhật hiểu được rằng sự nguy hiểm trong cách chơi phòng ngự của huấn luyện viên Park Hang-seo đang xây dựng cho đội tuyển Việt Nam. Kể ra điều này để thấy rằng là tuyển Việt Nam bây giờ không còn bài vở gì tạo ra bất ngờ cho đối thủ, nhất là những bại tướng như là Malaysia. Điều đó đồng nghĩa rằng trận đấu trên sân khách vào ngày 31 tháng 3 tới sẽ cực kỳ khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nếu như không có những phương án tấn công mới. Chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận bị lộ bài sau hơn 2 năm cầm quân ở Việt Nam là điều hoàn toàn dễ hiểu vì ngay đến những đội bóng hàng đầu thế giới như là Tây Ban Nha hay là Đức ngự trị trên đỉnh cao một thời gian dài thì lối chơi của họ cũng bị bắt bài, sau đó họ cũng phải chịu những thất bại nặng nề ở tại World Cup. Tuyển Việt Nam nếu như không có sự thay đổi thì kết cục đó là điều dễ xảy ra. Thế nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo làm cách nào để thay đổi là cả một vấn đề nan giải. Câu chuyện này phải bắt nguồn từ yếu tố con người. Tại SEA Games 30 và U23 châu Á 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo khá nhiều lần sử dụng hai tiền đạo gồm có Hà Đức Chinh và Tiến Linh. Đây được xem là một sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng thật khó để mà ông Park dùng cả hai cầu thủ này ở đội tuyển Việt Nam vì đẳng cấp của đội tuyển quốc gia có sự chênh lệch lớn so với U23 hay là U22. Bàn thêm về con người, huấn luyện viên Park Hang-seo rõ ràng chưa thể tìm ra được những nhân tố xuất sắc. Có lẽ ông thầy người Hàn Quốc phải chờ đợi sự trở lại của Phan Văn Đức như đã đề cập ở phần đầu video này, hay trường hợp Công Phượng khi anh tìm lại được phong độ. Một nhân tố khác chưa phát huy hết tài năng ở tuyển Việt Nam đó là Văn Toàn, một cầu thủ chơi cực kỳ hiệu quả ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhưng lại chưa thể sắm vai chính dưới thời ông Park Hang-seo. Ba cầu thủ kể trên có thể nói là nếu như phát huy được đẳng cấp và tạo ra sự liên kết thì hàng công của tuyển Việt Nam sẽ đặc biệt nguy hiểm bởi họ có kỹ thuật và tốc độ cực nhanh. Trận đấu lượt đi với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 là một ví dụ. Ông Park đã dùng cả Văn Toàn và Công Phượng thì lập tức giúp cho đội tuyển Việt Nam chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất mạnh mẽ nhờ cả hai cầu thủ này có sự ăn ý và tạo nên sự đột biến trong tấn công, mặc dù ở thời điểm đó phong độ của Công Phượng là không được cao. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn phải dành cho anh sự dè chừng nhất định. Cần phải nhắc thêm rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo rất hiếm khi dùng Công Phượng và Văn Toàn cùng có mặt ở trên sân, dù rằng họ không ít lần tạo nên sự khác biệt trong những trận đấu khó khăn cho tuyển Việt Nam hay là U23 Việt Nam. Còn về phần Phan Văn Đức, tiền vệ xứ Nghệ là mẫu cầu thủ có thể tạo nên những tình huống tấn công nguy hiểm nhờ sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn tốt. Tuyển Việt Nam đã đến thời điểm cần thay đổi về con người và lối chơi. Huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ cần tính đến những nhân tố kể trên để có thể tạo điều kiện cho họ mang đến sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam.
Tất nhiên quan điểm này của Rồng Vàng bóng đá chỉ là dựa trên một số trận đấu của đội tuyển Việt Nam và chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận bị lộ bài. Còn trên thực tế thay đổi như thế nào thì phải chờ ông Park quyết định. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.